Hello cả nhà, chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ nha. Hôm nay thay đổi không khí lên cái mẫu đồng hồ tăng. Đồng tăng là dòng cho những ngày xưa là giống dạng tăng của Cartier, dòng rất đắt đỏ. Nhưng là sẽ có tăng của Seiko nè. Tăng là nói là thường nói là hình vuông, hình chữ nhật mà nó mỏng và nhỏ. Những mẫu là chiếc thích hợp cho những anh em là tay tròn, anh chị là tay tròn, tay tròn đẹp nha, không như xương của em là không đeo được dòng này xấu lắm, tay phải tròn đẹp, đeo đẹp. Rồi đầu tiên em lên chiếc Seiko nha, thương hiệu Seiko, mặt sơ lụa đẹp nha cả nhà. Nó có nghĩa làm cái xung quanh nó viền đỏ đỏ đỏ, nhìn rất hay như cả nhà. Vỏ này còn khá mới, vỏ chất liệu nó mạ niken nè, sáng bóng niken thường hay mạ trên cái đồng xu rồi á, rất là bóng như cả nhà, bóng và đẹp. Mạ của nó là 9021, chuẩn nội địa Nhật luôn cả nhà. Dây khóa mới, dây này dây thường rồi, cả nhà thích dây đẹp không thì mua dây đẹp gắn vô như cả nhà, mà đeo cũng rất là đẹp. Chiếc này có size là 26 26, càng là 30 gần 35 như cả nhà. Em lên tay cái nhà đeo rất nhẹ nhàng. Phối đôi mi vàng đẹp. Chiếc này em để cho cái nhà mình là 600k nha, mẹ một. Tiếp đến em lên chiếc Seiko Freeway của CDG nha cái nhà. Nước vàng khá mới. Form cọc số la mã là ít lắm cái nhà. Anh em chưa tăng hay săn mẫu la mã đồ. Chiếc vàng này cũng cũng khá là ổn. Không bong chóc gì, có chày dâm thôi, còn khá là mới. CVN của tập đoàn CVN này. Được mẹ mẹ vàng, bọc vàng, mẹ của nó là 7830. Rồi chiếc tăng la mã size này, này size dài ngang nó có 24 như cái nhà, dọc nó tầng lên 439 lần, nên 24 chưa núm mà cái núm nó là 26 25 này. Chị lên cũng khá đẹp, dây dây da bò dọc vân cái 6. Đây, lên tay cho cái nhà. Khá đẹp, khá là đẹp như cái nhà. Nhẹ nhàng thanh lịch. Chiếc này em để cho cái nhà mà 750 nha cả nhà. Phi quay của CTG này. Mẹ hai. Tiếp đến em lên của em này, mẫu mã rất là khá đẹp. Vàng rất đẹp luôn. Này một thương hiệu của Nhật nhưng mà đặt riêng á. Này, nước vàng sáng ống. Đặt riêng nên nó không khắc. Ở trong bộ máy Nhật hình như cái nhà. Bộ dây rất đẹp, da bò mà nó máy may đờ mi đỏ đẹp như da bò, dây này rất là xịn luôn, dây này xịn lắm. Đó, nước vàng rất đẹp như cái nhà. Form cũng tăng là cũng là mẻ luôn như cái nhà. Nè nó phối mấy cái kiểu này rất là đẹp nha, dây cũng xịn nữa. Chiếc này có size là 25 như cái nhà, 25 dọc nó là 31, dọc nó là 35 như cái nhà. Nhớ nha, cho mấy cái dòng này là cho anh em tay nhỏ, anh em tay tròn á, lớn mà tròn mình thích đeo kiểu đơn giản như này nè, cổ điển. Cái đa số mấy cái này là kính kính khoáng như cái nhà, kính selfie, con này kính selfie em sẽ nói, cái là selfie cũng điểm mạnh của đồng hồ mà.
Nên anh em nào cứ hỏi là em là chừng nào cái con này sapphire thì em sẽ nói nha cả nhà. Rồi, cho cả nhà coi lại mặt nè. Cọc lên mẹ rất đẹp như cái này. In rất đẹp. Mẹ vàng đẹp lắm, nước bọc vàng đẹp lắm. Rồi, chiếc này em để với mình là 600 ngàn nha cả nhà. Mẹ 5, mẹ 3, 600 ngàn. Tiếp đến em lên cũng siêu phẩm rất là đẹp. Một em tăng Seiko Dolce. Dolce thì dòng tăng, dòng Dolce thì dòng mắc của Seiko lắm nha cả nhà. Dòng cũng cao cấp Seiko á. Dolce xong đến Gredo. Dê rất đẹp luôn. Dê xịn luôn, mới tinh luôn. Dây xa 19. Nước vàng rất đẹp, mặt rất đẹp như cái này. Mặt này rất mỏng. Mỏng và đẹp, nước rất là mới luôn cái này. Nè, núm núm đá này. Núm đá đen. Đi khó mới. Đây thông số phía sau này, bột vàng sau này. Mẹ cũng là mẹ máy cũng là 7730 như cái này. Chuẩn gia băng luôn cái này. Chiếc này là nước bọc vàng rất mới. Size là 25 như cái này, 25. Dọc nó là 34. Chiếc này có kính sapphire như cái này, chiếc này là kính sapphire như cái này. Này, chiếc kính sapphire này. Là khi cái nhà đổ nước lên nó sẽ dồn cục này nè. Đó, nó dồn cục, nó không loang ra những cái như loại khác. Nó dồn cục để chảy theo cục luôn. Rồi. Chiếc này được mới và đẹp như cái nhà. Rồi, mỏng nữa. Chiếc lên tay là hết giờ luôn. Rất mới và đẹp luôn. Mới nước vàng mới như này đẹp hiếm như vậy nha. Form đẹp nữa. Kính tràn viền nữa. Rồi. Chiếc này em để cho cái nhà mình kính sapphire nha cả nhà. Độ mới rất mới luôn. Kính sapphire. Chiếc này em để cho cái nhà mình là 1 triệu 2 nha, mã số 4 nha cả nhà. Rất mới và tinh luôn. Nữ mà nam tay nhỏ đều rất đẹp. Đều rất là sang những cái này. Rồi, tiếp đến em lên một chiếc tăng nữa. Tăng này của Seiko mà kim rốn rất là hiếm. Chiếc này thì em để rồi mà hết pin rồi. Kim rốn hiếm như cái này. Nước vàng cũng khá ok, nó có vài xước dâm thôi. Miếng nước vàng còn rất là ổn. Miếng hơi bị ấy xíu. Rất là hiếm mấy cái dòng kim rốn này, tăng kim rốn ít lắm nha. Nhất là tăng của Seiko rồi Seijin đồ. À, bọc vàng bay mito nè. Mẹ máy của nó 2G28. Chuẩn gia băng luôn cả nhà. Này, kim rốn. Mặt cũng khá rất đẹp nha mà, mặt mở gà như cả nhà. Kim rốn hiếm. Chiếc này có size là 25. 25. Sao nó còn ngang gần 25 nữa cả nhà. Dọc của nó là 35 như cả nhà. Đem lên tay cho cả nhà coi nè. Tăng kim rốn rất là đẹp. Hiếm, đẹp. Tại tay em xương nên mấy người tay xương em hay đi chỗ này, cũng ai thích đi chỗ này đều em thì đi chỗ này, mà đi mấy tăng thì nó cấn cục xương nhìn nó nhỏ lắm. Đi chỗ này tay tròn rất đẹp nha. Này kính khoáng thôi nha, nhà phải kính sapphire nha. Rồi chiếc này em để cho cái nhà mình là 850k nha cái nhà, mã số 5. Dê là dê mới. Rồi, nghe mẫu như cái này. Một đó là một tiếp một em siêu phẩm Recop như cái này. Thương hiệu nổi tiếng của Nhật như này. Chiếc này thì quá đẹp và mới luôn. Dây da bò ép xanh rất đẹp.
Xịn luôn, dây bò mới ép xong để xịn luôn nha cả nhà. Đây, vỏ đá mới tinh luôn, không vết chạy xước, vỏ đá thì xài sướng luôn cả nhà. Sang vừa sang trọng, kính kính sapphire nha cả nhà. Tết nước cho cả nhà này. Nó kính sapphire nó sẽ dùng cục và lan nó thì sẽ đi nguyên cục rồi chứ không có lan lung tung ra. Rồi. Vỏ đá rất đẹp những cái nhà. Cái này là không có nấm nha, nấm chìm. Đây em. Cái nhà muốn chỉnh nhấn giữ vô đây sẽ đồng hồ nó sẽ chạy giờ. Kim cọc, chiếc này rất là mới luôn, rất đẹp luôn. Hai kim rất là độc. Và đẹp nữa. Vỏ đá như cái nhà. Nấm chỉnh giờ đây nè. Lấy tăm chọt vô đây sẽ chỉnh giờ muốn chỉnh. Đây, tập đoàn của Recop. Pin rồi da băng, chống da băng như cái nhà mẹ cũng là 632027. Chiếc này thì rất là quá đẹp rồi. Chiếc này có size là to hơn mấy chiếc kia, là size nó là size 28 như cái nhà, ngang 28, dọc nó là 30, gần 35. Chiếc này thì lên quá đẹp rồi. Nam nữ gì đều được hết. Đây, rất là sang luôn. Bằng đá, vỏ đá như cả nhà, kính sapphire. Đeo thì bền bỉ và đẹp, sang. Này, dây khó phối màu xanh xanh lam rất nhạt, gần như bằng màu đen ấy, nên rất đẹp. Rồi, chiếc này em để cho cái mình là em để nhà mình là 1,1 triệu nha cả nhà. Hàng này hiếm thấy lắm. Rồi mã số 6. Mà rồi. Hôm nay em lên nhiều 6 chiếc này thôi. Với lại đổ không khí để mai em lên mấy mẫu mới về. Em chưa lau chùi dọn dẹp xong để mai em lên tí cho cả nhà nha. Em thì vẫn lên ngày nào cũng lên cũng 5 giờ chiều nha cả nhà. Ok, cảm ơn cả nhà đã theo dõi, quan tâm và theo dõi kênh của em. Hẹn cả nhà video sau nha. Bye bye cả nhà.